Trung cộng cảnh giác khi quân đội Mỹ, Philippines, Úc và Nhật Bản đang chuẩn bị tấn công Trung cộng tại Biển Đông. Sự tham gia của Úc và Nhật Bản năm nay trong cuộc tập trận của Mỹ tại Philippines hàng năm sẽ tăng gia áp lực lên Trung cộng và có thể châm ngòi cho sự gia tăng huấn luyện quân sự. Đại sứ quán Mỹ tại Manila hôm thứ Năm 11 tháng 6 2020 cho biết cuộc tập trận Balikatan của Hoa Kỳ với các quốc gia Đông Nam Á từ ngày 7 đến 18 tháng 5 sẽ đưa các lực lượng đa quốc gia từ Úc và Nhật Bản đến tập trận và mời Anh Quốc tham dự như một nhà quan sát. Được biết, Úc đã tham gia tập trận từ năm 2014. Vào tháng 3 thì tại vùng biển này có ít nhất là 5 tàu chiến USS Ronald Reagan, USS Antietam và USS Malleus mang theo hỏa tiễn chính xác. Về phía Nhật Bản thì có 3 tàu chiến tham gia cuộc tập trận là JAS Koga, được gọi là tàu khu trục trực thăng, khu trục hạm JAS Inazuma và JAS Suzuki. Úc, Nhật Bản và Hoa Kỳ cho biết là họ muốn giữ khu vực Biển Đông rộng 3.5 triệu km dùng để cho quốc tế sử dụng, nơi mà Trung Cộng tuyên bố chủ quyền hơn 90% diện tích biển dựa trên hồ sơ lịch sử và việc sử dụng. Vào tuần trước, thì trang web quân sự của Trung Cộng cho biết là hạm đội hải quân bao gồm các tàu hàng không mẫu hạm đã thực hiện một loạt các cuộc tập trận ở Biển Đông. Mục đích của cuộc tập trận này chưa biết, nhưng Hoa Kỳ từ lâu đã lên tiếng về việc tự do hàng hải trong khu vực này và thường khai triển các tàu chiến của Mỹ đi qua các khu vực tranh chấp. Các cuộc tập trận này đã khiến cho Bắc Kinh kích động và tuyên bố tất cả những vùng biển ở Biển Đông là lãnh thổ của họ. Tuyên bố của Trung Cộng đối với khu vực biển này đã thách thức một số quốc gia châu Á như Việt Nam, Brunei, Malaysia và Philippines. Cuộc tập trận do Philippines tổ chức có thể dễ dàng châm ngòi cuộc chiến mới tại vùng Biển Đông. Oh Hassan, một giảng viên quốc tế tại Viện Đại học Nanyang, Singapore cho biết. Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tuyên bố là chúng tôi tiếp tục những gì thuộc về của chúng tôi, không để mất một inch lãnh thổ còn lại do tổ tiên chúng tôi để lại. Chúng tôi không muốn thấy trò chơi chiến đấu lớn này diễn ra giữa lúc chiến tranh thương mại giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ đang căng thẳng liên quan tới thuế nhập khẩu và khoảng cách cán cân thương mại khiến cho Trung Cộng thặng dư khoảng 375 tỷ Mỹ Kim mỗi năm và khoảng 5.500 nghìn tỷ Indonesia rupiah.